Yến ơi, Yến, Yến à. Ơi, ơi, dạ, dạ. Cô đang làm gì đó? Dạ, dạ con đang dọn dẹp mấy cái đồ của cô chủ nè. À, dạ. Đúng rồi đó. Vợ tôi đi shopping tới tối mới về. Dạ. Cô coi sắp xếp lại tủ đồ của cổ đi. Dạ. Ừ, mà cẩn thận nha. Toàn là con cưng của cổ thôi đó. Dạ. Nè, tôi xuống dưới nhà. Dạ ông chủ. Con cưng. Cái này mà mình dến thêm đôi giày cao gót nữa là sẽ trở thành nữ hoàng cát quốc. Cô Yến ơi, cô Yến. À, dạ, trời ơi. Cô xong chưa? Dạ, dạ. Dạ. Dạ, thôi. Dạ. Ủa, đâu rồi ta? Nguyễn ơi. Dạ, dạ. À, cô đang làm gì trọng vậy? Dạ, dạ, em đang chà toilet. À, chừng nào cô chà xong á, à, xuống pha tôi ly nước cam nha. Dạ, dạ, em xuống liền. À. Đang sắp xếp tủ đồ tự nhiên chui vô toilet làm gì ta? Trời ơi thôi. Ông mà theo, ông mà theo mình mặc cái đầm này, cái con chửi mình chết. Về giá cho. Ôi. Có chuyện gì vậy? Giao hàng hả? Ờ dạ 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 dạ. Dạ anh. Dạ. Làm gì đem cái áo ra đây? Dạ con đang ủi đồ, sợ bỏ xuống nó nhăn. Ờ. Đi chết. Tôi đang chiên cá trỏng, quên tắt bếp. Cô chạy trỏng tắt bếp giùm tôi đi. Ông chủ vô tắt đi. Trời ơi, chủ tắt giùm tôi đi. Tôi nhận hàng nè, cháy nhà bây giờ. Lẹ. Lẹ lên đứng đó làm cái gì? Dạ 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 dạ. À, tôi có cần ký nhận gì không cô? Khỏi khỏi đi ông ơi. À, cái này tôi thanh toán rồi mà. Dạ, vậy là xong rồi đó, thanh toán là xong rồi. Dạ dạ thôi đi về. Dạ. Con tắt bếp xong rồi. À, cảm ơn cô. Cô có thấy cái cô giao hàng ở cổ lạ lạ không? Mà tôi đặt mỹ phẩm cho vợ tôi, không biết giao cái gì mà lỏng bỏng trong này nữa. Sao kỳ ta? Ê, trời đất ơi, toàn kim chỉ không nè.
Trời ơi, giao lộn đồ của người ta rồi. Thiệt tình á. Ẩu ghê. Mà tôi thấy cổ lạ lắm, chắc là tôi phải báo công an thôi. Thôi, bỏ đi ông chủ. Tội nghiệp người ta. Nhiều khi người ta giao lộn hàng á, hàng của ông chủ chắc chưa về. Thôi được rồi, mà cô nghe tôi dặn nè. Dạ. Lần sau mà thấy có ai khả nghi á, dạ, báo tôi liền nha. Dạ. Không có được tự ý mở cửa cho người lạ, rõ chưa? Dạ. Tình. Gì? Muốn giữ lại hả? Dạ. Không có được, người ta giao nhầm mà. Không chừng lát hồi cô quay trở lại có cái đưa cho người ta nữa. Dạ. Để tôi giữ cho. Có chuyện gì? Dạ ông chủ. Con mới pha ly nước cam với mật ong. Ông chủ uống cho mát. Cảm ơn cô. Dạ. Cô chu đáo quá. Nhưng mà lần sau đừng có xưng con nữa nghe. Nghe thấy ghê quá. Dạ, vậy mình xưng anh ông chủ ha. Tùy cô. Ông này ổng ngấm thuốc lẹ thiệt. Mà làm gì ổng vậy? Tôi nghiền viên thuốc an thần bỏ vô nước cam cho ổng uống. Thấy ông chủ tôi đẹp trai không? Cũng thường thôi mà. Thôi đi về nha. Đi về nha. Phủ túi lên lầu giá giùm cái áo thôi. Ê, mà cái hộp kim chỉ đâu? Mày không cầm á? Đừng nói ông dục rồi nha. Không có. Ông đem vô nhà rồi. Chia nhau đi tiền phụ tôi thôi. Cô Má. Không lẽ nhầm có má. Mấy anh ơi, mấy anh, nhà tôi có người đột nhập, mấy anh tới sao? Giỡn sao? Ông gọi công an rồi kìa. Thôi bây giờ chắc tôi phải đền cái giấy quá. Về đi. Có sao không? Về đi. Về hết nha. Bỏ tiền ra đền cái đầm còn đỡ hơn mất mối gia đình này, đặc biệt là ông chủ. Chồng ơi, em về rồi nè, mua quá trời quà cho anh luôn. Chồng ơi, anh bị sao vậy chồng? Sao anh nằm đây? Chồng ơi. Cái gì vậy? Đi khóc ở đâu đi ghê quá vậy? Nè, làm gì ngồi đây mà khóc vậy? Chị, em xin lỗi chị. Xin lỗi gì? Em lỡ giết. Cái gì? Cô giết chồng tôi rồi hả? Ôi, tôi nói con mẹ bắt tôi. Không phải vô đây rồi giết chồng tôi. Không phải chị ơi. Không phải chị ơi. Không phải mà không phải. Anh không có chết. Em lỡ giết con của chị rồi. Con gì? Tôi làm gì có con? Dạ con này nè chị. Em dọn dẹp. Em lỡ làm rách nữa rồi chị. Ôi, em hết hồn à. Đưa con ơi. Dạ.
Xin lỗi chị tha lỗi cho em. Lỗi tao. Chồng có sao không? Hả? Dạ không. Sao tự nhiên anh nằm đây vậy? Dạ chắc anh đang ngủ quá chị. Ơi, tưởng cái gì? Nãy giờ kêu cái này là con tôi đó, hả? Dạ. Nè, cho cô đó. Con tôi còn nhiều lắm. Với lại đợt này tôi đi nước ngoài tôi shopping nhiều cái đẹp hơn cái này nữa. Cái này tôi không có xài nữa đâu cho đó. Muốn làm gì làm. Vậy mà uổng công từ sáng giờ tìm đủ mọi cách để đối phó với cái áo này. Chồng ơi chồng, anh có sao không? Chồng ơi anh có sao không anh? Hả? Có sao không? Em lo quá nè. Anh có sao không? Hả? Hả? Cái gì vậy? Thôi được.